Các bạn thân mến, hôm nay Hà Anh quay trở lại với các bạn với một video mang tên Gửi người đàn bà bị tổn thương. Không phải chồng bạn muốn làm tổn thương bạn, mà bởi là năng lực tự bảo vệ chính mình của anh ấy quá thấp để chống chọi lại kẻ thù quá mạnh bên trong anh ấy mang tên tham sân. Ai cũng có ngôi nhà tâm thiện của mình và phải có trách nhiệm canh chừng bảo mật để không cho kẻ thù tham sân xâm chiếm. Nhưng không phải người bảo vệ nào cũng giống nhau, cũng đủ mạnh như nhau. Có người này cũng có người khác. Người nào mạnh mẽ kiên cường thì luôn cảnh giác và đánh đuổi quyết liệt. Nhưng cũng có người mới thấy kẻ thù đã đầu hàng giơ tay xin thua, chưa đánh đã khóc. Nếu anh ấy bảo vệ được ngôi nhà tâm thiện ấy cũng là bảo vệ được chính bản thân anh ấy, thì anh ấy đủ sức để bảo vệ được vợ con, gia đình ra khỏi ác pháp khổ đau. Anh ấy sẽ không làm khổ mình, không làm khổ người thân. Anh luôn biết cách cho đi, luôn biết cách yêu thương chăm sóc, luôn ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình có ý nghĩa to lớn ra sao đối với vợ con mình, không để vợ con phải chịu thiệt thòi khổ đau vì mình. Nhưng ngược lại, anh bị kẻ thù chiếm lĩnh ngôi nhà tâm. Lúc này chính bản thân anh ấy đã trở thành tay sai của giặc tham sân. Chúng điều khiển hành động, lời nói và ý nghĩ của anh ấy, biến anh ấy thành trò hề, biến anh ấy thành người tàn nhẫn vô tình, làm khổ cả bản thân, làm khổ cả người thân yêu của anh ấy. Bạn có nói gì, có phân tích gì anh ấy cũng không hiểu được đâu. Vì cuộc chơi này anh ấy đâu có quyền lên tiếng, chỉ biết tuân theo kẻ thù. Mà kẻ thù thì quá mạnh, anh lại quá yếu. Anh thật đáng thương hơn đáng trách, phải không? Đánh mất bản thân, đánh mất chính mình là mất tất cả. Đâu còn gì để mà mất nữa đâu. Nếu bạn chấp, bạn trách, bạn oán hận anh ấy thì khác nào bạn đi đòi nợ một người phá sản. Có ích gì mà lại thêm đau. Nhưng hãy nhớ, kẻ thù sẽ rời anh ấy khi chúng đạt được mục đích. Nó chán, nó sẽ rời đi, hoặc anh ấy tỉnh ngộ cơn mê mà vùng dậy, chống trả xua đuổi đi, thì anh ấy sẽ trở về con người thánh thiện. Hãy cho anh ấy thời gian, có thể là vài giờ, vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, có khi cả đời. Quan trọng nhất, bạn còn giữ yêu thương để chờ ngày anh ấy. Quan trọng nhất, bạn còn giữ yêu thương để chờ ngày anh ấy ra tù không? Chúng ta không nói đến bao dung hay tha thứ, bởi người làm tổn thương bạn là kẻ thù bên trong anh ấy, không phải là anh ấy. Hành vi không phải là con người thật, nên ta chỉ dùng từ lòng yêu thương mà thôi. Nếu còn thì hãy chờ, nếu hết thì hãy buông, nhưng buông trong bình an và yêu thương bạn nhé. Đời còn mấy thời gian đâu, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở. Vậy bạn sẽ chọn gì đây? Đúng không nào? Mạnh mẽ lên cô gái. Nếu bạn thấy ý nghĩa, hãy chia sẻ radio này bạn nhé. Trân trọng, Vera Hà Anh.